Thì bây giờ người đang sợ gì phiền não nhất là đau bệnh. Mình hiểu được rồi, có thể điều chỉnh được rồi. Thành ra nỗ lực tu một thời gian có 6 tháng vô, rồi mặc sức ở trong đó mà hưởng sự bình an lạc. Ai cũng được, người nam người nữ cũng được, mà phải tu, phải khép mình chặt chặt, mà tu phải nhiệt tâm. Cái gì Đức Phật dạy, mà Đức Phật dạy cái câu rất cụ thể rõ ràng: có như lý tắc ý, lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, và đã sanh thì bị diệt. Lậu hoặc là cái sự đau khổ, tâm phiền não đó là lậu hoặc, tâm giận hờn đó là lậu hoặc. Không, còn thân á, mà đau nhất chỗ này, đau nhất chỗ kia, đó là lậu hoặc. Mà giờ có lậu hoặc thì tắc ý thì sẽ hết. Tức là thân mình bệnh đau thì mình tắc ý hết, tâm mình khởi niệm tắc ý cũng hết, hoàn toàn hết. Thì do đó bây giờ nó hết rồi thì ngồi chơi. Mà có một cái pháp như lý tắc ý à, mà tu không được thì phải ngu quá dở. Như lý tắc ý như thế nào? Thí dụ như bây giờ cái tâm mình ngồi lại, nó hay khởi niệm này niệm kia, thì nó đâu có, nó dễ dàng lắm, đâu có gì đâu. Đức Phật dạy cho mình có bài bản, có phương pháp mà. An tịnh tâm hành, an tịnh tức là thanh tịnh, cái tâm mình thanh tịnh mà an ổn, cái tâm nó an ổn, nó không có khởi niệm này kia, gọi là an tịnh. An tịnh tâm hành, tôi hít vô, an tịnh tâm hành, tôi thở ra, rồi hít vô thở ra, năm hơi thở được tác ý vậy. Ngày ngày tập như vậy, sau đó nó quen được cái nhắc, nó an tịnh tâm hành, cái ngồi im lặng gì không gì hết, thì thấy nó thở ra, thở vô vậy. Mình không tập trung hơi thở đâu mà thấy, mà rõ ràng nó không niệm được. Có phải không? Phải hạnh phúc không? Tại vì có pháp mà. Tại vì mình không tu đúng á, thì mình dẫn nó vô đúng. Còn mình tu trật thì mình dẫn nó không vô, bảo nó an cái nó không chịu an đâu, nó cứ nghĩ cái này kia. Cái thân mình cũng vậy, mình muốn cho nó ngồi đừng bị tê, bị đau nhất thì mình phải tập. Thì tập nó có cái bài pháp tập, cái câu mà Đức Phật đã chọn sẵn cho mình, gọi là trạch pháp ra cái câu, chọn cho mình cái câu rồi. Thì bây giờ mình lấy cái câu đó đó, thì mình tắc ý ra, thì như lý tắc ý mà, như cái lý đạo mình tắc ý. An tịnh thân hành, hồi nãy an tịnh tâm phải không? Bây giờ cái thân mình ngồi nó đau, nó nhức, nó hoặc tê lâu quá, thì mình nhắc nó an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra, rồi hít vô thở ra, năm mà thở rồi tắc ý lần nữa, năm mà thở rồi cứ siêng năng ngày ngày tạm vậy, tới chừng cái câu mà tắc ý an tịnh thân hành đó nó hiệu quả rồi, bắt đầu mình tắc ý cái bệnh đau trên thân mình hết. Tại vì nó có lực, còn mình chưa tập thì nó đâu có lực, thành ra mình đuổi không đi. Không phải hiểu chứ, nó như vậy thầy nói tập 6 tháng một câu này đi, 6 tháng đi, chừng đó có thân bệnh đuổi đi hết. Chỉ có 6 tháng mà đuổi được bệnh khỏi, tốn tiền không có sướng sao? Đi nằm nhà thương bộ sướng lắm sao? Mình bệnh đau nằm nhà thương, vợ con phải đi theo nuôi, có phải báo không? Sướng gì? Còn giờ mình ở nhà, bây giờ đau bệnh nằm ở trên giường, vợ con không có lo gì hết, tao chỉ cần tắc ý chút tao đi chơi không có đau nhớ, có phải sướng không? Mà không có tốn một xu điếu nào hết. Mà tại sao không tập 6 tháng tập con câu à, mà làm sao không kết quả? Ngày nào tôi cũng tập, giờ nào tôi cũng tập, lúc nào hãy tôi rảnh đi làm gì chút thôi vô tôi nhớ tôi tập cái câu đó, tôi tập hoài, tôi nhẹ tâm, tôi tắc ý hoài câu đó, tôi nương hơi thở tắc ý, nương hơi thở. Không ngờ là nó trở thành một cái lực, ý thức lực, cái lực dục như ý túc. Mình muốn cái thân không đau cái mình tắc ý cái nó không đạt. Còn giờ mình không tập luyện cái ý thức của mình không có lực, cho nên bảo gì cái thân không nghe. Đau bảo hết đau nó không chịu nghe, không nghe. Còn người ta tu tập rồi người ta bảo đứng đau nó không đạt, không hài hạnh phúc sao? Mình có của cải tài sản, mình có cái lực như vậy, tại sao mình không tập luyện để cho có cái lực? Người nào cũng có chứ, thầy thấy người nào cũng có, nam cũng có, nữ cũng có, ai cũng có biết tác ý chứ gì. À, bây giờ cái câu mà thầy nói an tịnh thân hành, tôi biết tôi vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi tới ra, thì người nào đọc cái câu đó cũng được hết. Tức là cái ý thức của chúng ta tác ý cái câu đó ra, người nào cũng làm được hết. Tại sao chúng ta không làm? Để chi tốn tiền thuốc đi bác sĩ, rồi vợ con cực khổ, hoặc là chồng con phải lo lắng cực khổ, có ai không? Đâu có sung sướng gì đi xuống bệnh viện chờ đẩy nằm sung sướng gì đâu, khổ vậy chứ. Mà bây giờ xuống bệnh viện chờ đẩy không có giường nằm nữa chứ, xuống nhau mà nằm cho chặt hết, điên gì có pháp mà không chịu tập. Cũng như từ nào đến giờ các con biết thầy tám mấy tuổi rồi mà giờ thầy không bệnh đau gì, tại thì có pháp mà dám vô bệnh thầy hét tiếng cái đi mất, mà mấy con đâu có hét được được. Cho nên vì vậy mấy con thấy hạnh phúc lắm ấy. Phải không? Thầy thấy mấy con ngồi xung quanh đây, người nào cũng có làm được hết, không có người nào làm được. Nhỏ cũng làm được, lớn cũng làm được, già cũng làm được.
mà chắc chắn là mấy con sẽ có bệnh đó. Nghĩa là người nào cũng có bệnh, biết có thân mà phải có bệnh thôi, không người nào. Cho nên bây giờ chúng ta chuẩn bị để khi có bệnh là chúng ta đuổi, không được để. Cho nên những người mà về đây mà tu tập mà bệnh bệnh, thầy nói đầu tiên phải đuổi bệnh cho rồi mới tu, mạnh mới tu chứ, đau ốm là sao tu được. À, bây giờ lấy cái pháp này đi tập đuổi bệnh, đuổi chừng nào được hết bệnh, bình phục bệnh rồi thầy sẽ dạy. Chứ tu mà sinh tu mà đau bệnh tu cái gì. À, cho nên mấy con thấy trong cái vấn đề Phật pháp quá tuyệt vời. Phật ổng đi tu là vì bốn sự đau khổ sinh già bệnh chết, ổng mới bỏ cung vàng điện ngọc, ổng bỏ vợ con, ổng mới đi tu. Nhưng mà khi đi tu thì ổng tu theo ngoại đạo, nó có thần thông, ổng nhập vô không vô vi xứ, thức vô vi xứ, phi tưởng xứ, ổng nhập vũ thứ ngoại đạo dạy gì ổng tu được nấy hết. Nhưng mà ổng nhìn lại cái tâm tham thì ổng không hết, mà ổng làm chủ được sự sống chết ổng, ổng bỏ. Ông bỏ rồi ông nói khúc tu khổ hạnh nó sẽ làm chủ được sự sống chết. Ông tu khổ hạnh đến mức mà ông ăn ít quá, ông đứng dậy không được, ông nằm vẹt cũng được. Rồi cái cô mà chăn dê, cái cháu bé chăn dê thấy vậy tội quá, mới dắt sữa dê mới đổ ông tỉnh lại. Ông nói như vậy là khổ hạnh không có giải thoát mà càng khổ thêm. Cho nên Đức Phật mới bỏ. Giờ đi tìm cái cổ Bồ Đề, ngồi cổ Bồ Đề mới suy ngẫm. Từ cái chỗ mà sơ thiền thì ông nghĩ sơ thiền mà cái kiểu này tu ức chế nó cũng lọt trong không vô cái xứ, cho nên ông không theo ngoại đạo. Sơ thiền là ly dục léo pháp, mà ly dục kiểu này là ức chế tâm, không đúng. Cho nên ông không theo cái con đường của đạo, của ngoại đạo, ly dục léo pháp nhập sơ thiền nữa, mà ông đi vào con đường ngăn ác diệt ác sanh thiền tăng trưởng thiền. Tức là ngồi đây có niệm nào tắc ý đủ đi hết. Cho nên vì vậy mà đạo Phật mới có cái bài pháp tứ chánh cần, siêng năng cần mẫn hăng hàng ngày ngăn các pháp ác, diệt các pháp ác. Thì do đó cái tâm bất động, khi tâm bất động rồi thì nó sẽ ở đâu, nó sẽ quán tinh thần của nó. Cho nên đạo Phật mới có tứ niệm xứ, nó tinh thần quán thân. À, bây giờ thấy nó biết hơi thở ra vô mà nó cảm nhận toàn thân, chứ nó không tập trung trong hơi thở. À, do đó là tinh thần quán thân rồi. Thì từ đó Đức Phật mới ôm cái trạng thái này mà đi tới. Cho nên nó kéo dài 7 ngày đêm, không đói không khát không gì hết, chứng đạo luôn. À, bắt đầu bây giờ ông Phật mới nhập 4 thiền làm chủ sự sống chết, bây giờ mới đi ra truyền đạo dạy chúng ta. À, bây giờ chúng ta được pháp mà có phương pháp quá tuyệt vời, chứ đâu cầu khẩn Phật phù hộ cho mình tai qua nạn khỏi, bệnh tật tiêu trừ đâu, mà chính mình đuổi bệnh nó mới tiêu trừ chứ. Còn giờ sớm vô chùa Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ của nạn, cái này mới là chết đó. Phật nào mà cứu khổ mình được cái chuyện này. Cho nên Đức Phật nói các con tự thắp đuốc lên mà đi, ta không có đi thay cho mấy con được, ta chỉ là người dưỡng đạo thôi. Có phải không ông Phật vậy? Mà bây giờ cứ cầu Phật phù hộ cho bình an mạnh giỏi thôi, thì chuyện đó mình đi ngược lại là Phật dạy là có đúng không? Cho nên bây giờ chúng ta phải nỗ lực, chỉ có 6 tháng mà ngồi tu một cái pháp để làm chủ được bệnh, mà tại sao không tu để bệnh ra? Bây giờ trong thân là có bệnh nè, đuổi cho sạch cái bệnh này ra đi, thử coi nó ra không? Ôm cái pháp này mà tu mà đuổi riết nó hết bệnh. Nó như vậy là cái niềm tin rõ ràng là Phật pháp quá thiệt. Có một số người về thăm thầy, họ trình bày lại sự tu tập, họ đuổi được bệnh, họ mừng quá. Đúng là có một số người quá nhiệt tâm, khi đọc sách thầy rồi chưa biết thầy, đọc sách thầy rồi nhưng mà vì thân bệnh, gia đình nghèo không đủ tiền mấy con, mà những bệnh ngặt nghèo như bệnh bán thân, như bệnh tăng huyết áp, như bệnh ngặt nghèo, thế mà tiền bạc không đủ để mà đi đến bệnh viện để trị bệnh, thì chỉ còn có ôn pháp thầy thôi, chỉ nó là cái hy vọng thôi chứ còn hết cách rồi. Cho nên vì vậy mà các vị nỗ lực thực hiện pháp của thầy, bởi vì mình không tiền là phải thực hiện thôi, chứ phải có tiền đi bệnh viện á. Này là cuối cùng đó. Sau khi ôm pháp thầy thì bệnh nó lần lượt nó hết sạch. Bây giờ mạnh khỏe mới vô đây để đến đi tìm thầy, để gặp một vị thầy mà viết những kinh sách này. Đến gặp thầy mừng quá, nhờ thầy mà cứu tụi con, chứ tụi con nghèo đâu có tiền đâu cái gì. Mà đến đó thì từ mấy chục triệu chứ đâu có ít. Những cái bệnh tụi con là mình rất là tốn tiền. À, cuối cùng thì chỉ cái pháp đơn sơ không có tốn tiền bạc gì hết, bạn. Cho nên hôm nay mấy con có dũ duyên về gặp thầy, thầy dạy mấy con cái pháp đơn giản thôi, một pháp thôi, an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Rồi mấy con hít vô thở ra năm hơi thở, rồi tắc ý câu đó nữa, rồi hít vô thở ra năm hơi thở. Một ngày làm bao nhiêu lần tắc ý, mà chỉ mỗi lần tắc ý có năm hơi thở thôi, chứ đâu có thở nhiều. Các con hiểu chưa? Mà cứ như vậy ngày nào vậy, 6 tháng mấy con sẽ đuổi bệnh dạy đó hết. Không có bệnh nào không dạy, tại vì nó thành một cái ý thức lực của mấy con rồi.
Bởi vì 6 tháng mà ngày nào mấy con cũng nỗ lực, mấy con tu tập, mấy con tác ý cái câu đó, thành nó thành một cái lực. Chứ đừng bữa nay mấy con tập, ngày mai con nghỉ, mày mốt tập thì nó gián đoạn vậy, nó không có lực đâu. Còn ngày nào mấy con cũng tập, ví dụ như bây giờ buổi tối mấy con tập 30 phút, khuya mấy con dậy tập 30 phút, sáng rảnh ra mấy con dành nó 30 phút, chiều rảnh ra dành nó, một ngày tu 4 thời. Mà 6 tháng mà ngày nào, đừng bỏ ngày nào hết, thì mấy con sẽ thấy cái lực của nó. Chứ mấy con tu sơ sơ chơi chơi vậy thôi rồi bỏ rồi thôi chắc không được. Mà mấy người mà tu như vậy đó, mà liên tục như vậy mà 6 tháng là những người nhiệt tâm. Còn mấy con tu thôi đi, hôm nay công chuyện là cách cửa thôi, để mình bỏ ngày nay đi, ngày mai tu không được. Giờ tu là giờ quan trọng của mấy con đó. Bây giờ cứu khổ, bây giờ làm chủ, phải tận tình nỗ lực, đem hết sức lực cho mình. À bây giờ thí dụ như buổi sáng mình mắc khách đi, mà trong buổi sáng này mình phải tu 30 phút này, mình mắc khách đi. Mà khi khách về rồi thì đóng cửa lại, mình nỗ lực tu 30 phút, đừng bỏ cái buổi sáng. Dù là 11 giờ cũng tu, đừng bỏ. Còn mấy sáng sớm chưa có khách khứa gì, mấy con lo 7 giờ lo tu đi, tới chừng có khách rồi thì mấy con tứ mặt tình mà tiến mỗi buổi sáng. Còn buổi chiều đó coi lúc nào mà yên tĩnh là mấy con tập liền, tức khắc 30 phút, đâu có tu nhiều. Mà như vậy 6 tháng mấy con thấy kết quả ghê gớm. Ngày nào cũng có pháp, tập riết nó thành cái lực quá mạnh. Không có khó đâu mấy con, không có khó đâu. Chịu khó là thành công. Con biết không, các em mà nó nghèo đó, nó chịu khó lắm mấy con, nó ráng nó học, rồi nó phải đi làm thì nó sống. Đó là cái học mà nó còn tích cực như vậy. Còn hỗn hồ chúng ta là tích cực trong cái sự làm chủ bệnh tật của chúng ta, mà tại sao chúng ta không tích cực như các em học? Chỉ có mấy em lười biếng là nó sẽ không lên đại học, nó học nổi thôi. Chứ còn mấy em mà siêng năng thì người ta thấy các em nó siêng năng mà năng nổ học tập vậy đó, thì các nhà từ thiện người ta sẽ giúp đỡ, thì giúp đỡ cho các em nào. Còn mình cũng vậy, mấy con mà siêng năng được, giao cảm được thầy thì trợ giúp liền, chứ đâu để bỏ. Các con em, cho nên thấy các em mà học sinh mà nó siêng năng, nó học mà nó nghèo thì các nhà từ thiện người ta sẽ bỏ ra, người ta giúp các em. Cuối cùng nó lên đại học, nó cũng trở ra thành những người hữu dụng cho xã hội, hữu ích cho bản thân nó, lợi ích cho xã hội. Chứ người ta đâu có bỏ. Chỉ có mấy đứa lười biếng là thôi đi về cày ruộng đi thôi, chịu thôi. Tại vì không học ai làm sao làm được. Còn mấy con lười biếng ai làm sao cứu mấy con. Nhưng mà mấy con nỗ lực, mấy con nhiệt tâm, mấy con tu thì mấy con sẽ giao cảm được thầy. Mà giao cảm được thầy thì bất cứ ở chỗ nào thầy cũng biết hết, thầy trợ lực mấy con. Cũng như bây giờ mấy em nó siêng năng học tập, nỗ lực trong cảnh nghèo vẫn cố gắng học tập, thì các nhà từ thiện người ta sẽ cảm động trước cái sự năng nổ đó. Còn mấy con trước cái sự năng nổ của mấy con làm sao thầy không giao cảm được? Bởi vì mấy con giữ được cái tâm bất động của mình thì tức là nó tương ưng với thầy rồi, thì mấy con ở đâu thầy cũng trợ giúp mấy con. Nhưng mà mấy con không tương ưng được với thầy thì thầy cũng làm sao thầy giúp mấy con được hết. Cũng như một người chết đuối mà đưa tay thì người ta mới lôi lên được chứ. Chết đuối gì mà co tay co chân thì chịu thôi, ai cũng được. Các con hiểu điều đó. Mấy con phải đưa tay người ta dớt mấy con lên liền tất cả. Nhưng mà dớt thì phải này, nó phải tương ưng đó mấy con. Cố gắng giữ cái tâm bất động đó thì ở chỗ nào cũng sẽ. Ví dụ bây giờ các con gặp cái hoàn cảnh khó này, các con nói thầy ơi thầy cứu con. Khi mà tác ý câu đó rồi, kêu thầy cứu con thì các con giữ tâm bất động liền, thanh thản ăn lành vô sự. Mặc dù là cái hoàn cảnh rất ngặt nghèo, cái cơn đau nó quá đau khổ, nhưng mà giữ tâm bất động. Thì khi giữ tâm bất động thì nó tương ưng với tâm bất động của thầy, thì nó có một cái lực, thì cảm thọ mà đau đớn trên tâm mấy con bị giảm liền tức khắc. Vì cái lực của mấy con chưa đủ, nhưng mà tương ưng với cái lực của thầy nữa thì cái lực của mấy con nhiều lên, thầy nó đánh dẹp cái cảm thọ của mấy con, cái bệnh của con xuống liền tức khắc. Nhưng mà mấy con phải giữ được cái tâm bất động, chứ mấy con không giữ được tâm bất động thì không tương ưng với thầy, thì coi như nó không hợp nhau thì nó không có lực. Mấy con cứ rên la không, có biết đau không thì thôi thầy cứu không được. Các con hiểu chưa? Các con hiểu cái đó phải tương ưng thôi. Thầy nói như vậy để nhắc nhở mấy con trong hoàn cảnh nào, chẳng hạn bây giờ trong hoàn cảnh gia đình của mấy con có gì khó khăn, mấy con kêu thầy ơi cứu con, xong giờ con không mù mờ quá, con không sáng suốt gì hết, thì bắt đầu con giữ cái tâm bất động đi, giữ tâm bất động tương ưng với thầy. Bỗng dưng trong cái trạng thái bất động đó, con mới không có ra một cái niệm con phải giải quyết như thế này, thì con giải quyết êm re, gia đình con hạnh phúc rồi. Nó sáng suốt liền mấy con, nó tương ưng được cái từ trường bất động của nó. Khi dụ mà thầy ở đây thì giữ được cái tâm bất động của thầy, cái từ trường nó phủ khắp hết cái hành tinh, chứ không phải là có ở đất nước Việt Nam. Cho nên ở đâu bất động là nó tương ưng ra liền. Thế không ai cái từ trường đó, nó chỉ có thầy ở đây, thầy chỉ phóng có như
Đúng là bây giờ Đức Phật ở bên nước Ấn Độ chứ gì, chứ đâu phải ở Việt Nam đâu. Nhưng mà cái hình ảnh của Phật, cái từ trường của Phật, cái sự tu tập, cái lời của Phật, nó còn ở trên cái không gian này, chỗ nào nó cũng có. Thầy ở Việt Nam là thầy cũng bắt nó được, chứ nào phải thầy phải qua Ấn Độ thầy mới bắt được cái từ trường đó đâu. Coi nên nó phụ cùng khắp ở trên cái sự sống của hành tinh, cái từ trường đó nó phụ khắp. Cho nên một cái người mà người ta tương ưng thì người ta bắt gặp nhau hết. Thì mấy con thấy nó vi diệu vô cùng vậy. Chứ mấy con tưởng là bây giờ thí dụ như mình nói tiếng nói, thầy nói tiếng nói đây, cái từ trường mà tiếng nói của thầy nó phủ hết cái hành tinh. Dù là một người ở bên Liên Xô họ cũng nghe được tiếng nói của thầy khi họ, chứ đâu phải ở đây chúng ta nghe đâu, mà ở bên đó nó nghe, nghe được. Nó xa vậy chứ mình nghe được. Tại vì khi mà phóng ra cái từ trường phóng ra thì nó phủ hết, cũng như cái không khí mà nó phủ hết cái địa cầu của chúng ta vậy. Nó chỗ nào nó cũng có, đó là cái từ trường. Cho nên mấy con thấy tu hay quá mà, phải nỗ lực. Về nỗ lực tu thì nó quyết tâm là phải được thôi. Cái người nào nhiệt tâm là phải được. Cho nên theo thầy phải ráng. Đời khổ quá, không tu thì ai cứu khổ cho mình, chỉ có mình cứu mình. Đơn giản lắm mấy con. Thầy nói mấy con về, có như lý tắc ý, có như phương pháp. Mấy con sẽ đọc cái tập 19 cái đề mục của định niệm hơi thở, rồi đọc cái tập những chặng đường tu học cho người cư sĩ, cách thức dài, cách thức mấy con sống ở trong đó. Mấy con đọc kỹ rồi mấy con sống, rồi mấy con dùng 19 cái đề mục tu tập này, mấy con chọn lấy một cái đề mục đầu tiên. Mấy con chọn lấy cái đề mục là cái đề mục để đối trị bệnh thân của mình, an tịnh thân hành. Mấy con tập một cần chỉ có nhiều đó thôi, rồi mấy con sống ở trong cái những cái chặng đường tu học cho người cư sĩ, thì mấy con sẽ sống ở nó dài, phải thọ bát quan trai, giữ tám giới, ngầm năm giới như thế nào thế nào, mấy con giữ tròn vẹn, mấy con tập hiệu quả lắm. Chứ mấy con giữ giới mà con tập nó không có hiệu quả. Giới hàng đầu mà, mình giữ giới trọn vẹn rồi thì bắt đầu tập là có đủ lực. Tức là không giữ giới là không tập được thôi. À, không giữ giới nó thân tâm mình không thanh tịnh, mình tập nó không có kết quả. Vậy thì phải đầu tiên phải tập giữ giới trước rồi mới tập sau. Thì đó, thì nó ăn là phải không phi thời nè, ngủ là phải phá cho sạch nè, thì giờ đập cư nữa thì thì kết quả hiệu. Mà giới thì có năm giới à, cư sĩ của mấy con có năm giới: không sát sanh tức là đức hiếu sinh, không tham lam trộm cắp, không lấy của không cho, thì đó là mấy con thấy giữ được rồi. Bây giờ không tà dâm tức là có vợ có chồng nhưng mà đừng có nhìn người khác, đó là không tà dâm. Rồi không giọng ngữ, không nói láo, nhất định cái gì có nói không có thôi, đó là không nói láo. Không uống rượu, hút thuốc, thì mấy cái này không có. Thì năm giới này mấy con giữ trọn thì mấy con sẽ tu tập được, không có khó đâu. Tức là mấy con phải ăn chay đó, đừng ăn thịt chúng sanh đi, vì ăn thịt chúng sanh là bị phạm vào tội sát sanh mấy con. Mấy con giữ năm giới trọn vẹn rồi mấy con sẽ ổn pháp, mấy con thì hiệu quả vô cùng. Là thầy như lời dạy của thầy nãy, thầy con nghe nó giống như trong kinh Tương Ưng mà Đức Phật dạy cho ông Bà La Môn 120 tuổi đó. Thầy mới ông trong Bà La Môn 120 tuổi thì ông nói: Bạch Đức Thế Tôn, con thân già yếu mà bệnh hoạn hoài, Bạch Thế Tôn có cái pháp nào dạy cho con để cho con nó tâm không bệnh. Thì Đức Phật dạy nó: Thầy Bà La Môn, ông hãy tác ý là thân tuy có bệnh mà tâm tôi không có bệnh, tôi tác ý như vậy. Do đó mà con cũng học theo cái pháp này thì thầy con thấy nó ở yên ổn, nhưng mà nó không được liên tục, hãy tập liên tục. Hôm nay thầy dạy con như vậy thì con thể về con tập được. Lẽ ra cái bệnh con là đã chết lâu lắm rồi chứ không có ngủ tới bây giờ. Đúng rồi. Nhưng mà cũng nhờ cái pháp của thầy dạy với con nghiên cứu trong kinh Tương Ưng đó, thì Đức Phật có dạy như vậy. Vì vậy mà thầy họ có nhiều người họ thấy làm ngạc nhiên, cái bệnh con ngặt nghèo vậy mà sao con sống được. Nhờ pháp Phật thì con cũng nghe từ lời dạy của thầy, mặc dù làm cực khổ gì đó cũng ăn một bữa thôi, quyết định không ăn hai bữa. Mà con giữ tới bây giờ. Mà có khi nào mà nó ngặt quá là con nghĩ tới thầy, thấy nó tâm nó ăn ổn. Đó hôm nay đầu năm con lên trong viếng thầy và lắng nghe lời dạy của thầy từ sáng tới giờ. Cái tác ý này rất là hay. Mà trong kinh, nhất là kinh Nguyên Thủy có dạy, chứ còn kinh Đại Thừa thì không có dạy cái có tác ý này. Bởi vì cái câu dạy quá ngắn mà rất hay, đạo Phật dẫn tâm vào đạo bằng cái câu như lý tác ý. Có như lý tác ý, lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị diệt. Nghĩa là mình có những cái, ví dụ bây giờ mấy con nè, người ta nói mấy con trái ý thì mấy con tức giận liền, thì ngay đó mấy con tác ý liền, quán ly sanh tôi ý vô,
quán ly sân, tôi biết tôi thứ ra đi, mình mới đang tức giận này, mình báo ly thì bắt đầu mình hít vô thở ra, năm hơi thở ngồi lại thấy sân mất rồi. Không ai con thấy chưa? Mà bây giờ tâm mình bây giờ không có sân, không ai nói gì trước mình không có sân nè, nhưng mình tập sẽ không sân nè. Quán từ bỏ tâm sân, tôi biết tôi hít vô, quán từ bỏ tâm sân, tôi biết tôi thở ra. Hoặc làm con dùng cái câu quán đoạn diệt tâm sân, tôi biết tôi hít vô, quán đoạn diệt tâm sân, tôi biết tôi thở ra. Mấy con tập 6 tháng như vậy, người ta chửi mấy con tâm như nước không giận hay nữa. Nó từ bỏ rồi mấy con, nó đoạn diệt mất rồi. Thì có sổ cái sách đó là... Có phải cho sách không là hoạt, không còn đau khổ đó. Tâm vô lậu đó. Thì mấy cuốn sách đó đọc mấy con thì con xin một quyển đây rồi con thực tập. Không biết còn hay không? Con phải đọc cư, con đọc cư bây giờ con thấy tâm đọc cư. Mấy con hay lắm, mấy con tập bởi vì Phật Pháp hay lắm. Thầy nói thật sự đó, ông Phật ông trạch Pháp, ông cho mình những cái câu Pháp để cho mình đối trị được những cái khổ trên thân của mình. Ngay mình bị khổ thì mình tác ý thì nó cũng dẹp khổ, mà ngay khi chưa khổ nhưng mà nó sẽ sắp sửa ngày mai ngày mốt tới khổ, thì bây giờ bữa nay tác ý ngày mai mốt không có khổ, nó đem lại sự bình an cho mình. Nó có cái phương pháp, nó có phương pháp để đấu trị, để đấu trị. Còn mấy người mà hôn trầm thì miên mà gục tới gục lui, nó có cái phương pháp định của hơi thở, nó có phương pháp giới tâm định tĩnh, tôi biết tôi hít vô, giới tâm định tĩnh, tôi biết tôi tới đây. Tu tập như vậy mà trong khi mình chưa bị hôn trầm thì miên đã tập rồi, cho nên hôn trầm thì miên không thôi. Nó bị gì, mình tu tập 6 tháng nó thành một ý thức lực của nó rồi, nó thành một cái sức định tĩnh ở trong này ghê lắm. Còn đợi tới mà hôn trầm thì miên gục tới gục lui rồi thì chỉ còn nước đi kinh hành thôi, chứ không cách nào khác hết. Mới phá nó chứ không kéo ngồi đó là nó ngủ á. Mà cái bệnh hôn trầm thì miên, cái bệnh ngủ này ghê lắm chứ không vậy. Lơ mơ là nó lười biếng ghê lắm. Tôi ngủ trên cái tham sân si đó, còn si là cái trạng thái ngủ đó. Ngủ trên cái cho nên thầy dạy mấy con đơn giản, thầy tóm lược là những ý của Phật mà thầy dạy để cho mấy con đạt được cái kết quả tốt nhanh chóng, mà phải bền chí, phải nhiệt tâm thì kết quả tốt lắm. Ráng tu tập đi, không kéo đời sống của mấy con khổ lắm. Khổ chuyện này, khổ chuyện kia. Thầy nói làm ăn thất bại cũng khổ, vợ con bệnh đau cũng khổ, rồi cãi cọ nhau cũng khổ, mà thôi đủ thứ khổ hết. Thành ra cuộc đời khổ lắm mấy con. Bỏ xuống hết đi, dẹp đi. Vô đây mà tu dài 3 tháng, 6 tháng rồi ra hết khổ, không có gì mà làm khổ mình được nữa. Phải nỗ lực thật sự tu thật, chứ đừng có tu chơi chơi, không phải tu chơi đâu, tu thật tự. Giới luật nghiêm chỉnh, thà chết bỏ chứ nhất định không phạm giới. Đồng thời luôn siêng năng, tác ý. Thì mấy con siêng năng như vậy đừng gián đoạn. Tu hoài, 6 tháng, sau khi 6 tháng xong, mặc tình đó mà ra muốn gì cũng được. Bởi vì khi mình tu mà tâm mình nó bất động hoàn toàn rồi, ra mình tiếp nhiên mình làm cái việc này việc kia, đó là diệu dụng của nó hết. Còn mình chưa có đạt được cái tâm bất động này, mình đi ra là mình bị phóng dật hết, nó lôi theo dục hết. Còn người ta đạt được thì dục nó hết rồi, cho nên khi mà ta ra người ta tiếp nhiên, đó là cái dụng của người ta, chứ không phải là người ta còn dục. Người ta làm rồi thì người ta trở về thì tâm người ta bất động liền. Còn mình nó trở về thì dính mắc thô đủ thứ, ngồi đây lo sợ không biết là thành hay là thất bại đây, nó khổ sở. Còn người ta không có lo cái chuyện đó, đó là ta diệu dụng, còn mình không phải diệu dụng. Cho nên cái người mà nói tôi ra tôi thuyết giảng này kia, mà trong khi mình chưa làm chủ mà thuyết giảng đó thì bị phát tưởng rồi, nói lung tung. Còn người mà người ta tu xong rồi, người ta nói rồi thì người ta do cái dụng người ta nói, tùy căn cơ của mọi người ta nói để cho lợi ích cho mọi người, thì cái dụng của người ta chứ không phải gì cái dục mà người ta thích nói. Cho nên vậy nó lợi ích lắm mấy con. Thầy nói ở đây là do cái dụng để mà nhắc nhở cho mấy con khích lệ với cái khả năng, với cái việc làm của mấy con làm được, chứ không phải hoàn cái khả năng của mấy con, nhưng mà chỉ cần mấy con cố gắng mà đạt được mấy con. Hôm nay mấy con về đủ duyên gặp thầy, mấy con được học những cái, nghe được những cái lời, thì mấy con hãy cố gắng, mấy con cố gắng cứu mình, chứ không ai cứu mình.